Hello, welcome back to the show, Granny. Cẩn thận cái con nào nó nhìn thấy đấy. Ủa, con nữa đâu? Giật cái mình. Con nữa nè. Có cái gì cả. Tiền sát nhân nó đang ở dưới nước lên rồi. Bạn này hỏng rồi. Bạn này hỏng rồi. Ơi mít. Lỗi, chúng ta phải đứng ở cái góc này cơ. Vẫn lỗi. No!
Biết ngay mà. Khác này, sau khi đứng ở đây nhầm nhọt. Yes. Ui, mít. Nó chỉ chơi Siren, Rani, Nico. Chìa khóa này. Đấy, còn đếm đồ chú ra kìa. Nạp đạn vào. Ấy rồi nó thả cho cái bẫy này mắc kẹt rồi. Đâu người đâu. Ui. Nó chơi Stewer. Trời ơi, bên này gọi quân nhanh thế. Mày phải chơi bắn cung mà. Chạy quân đi. Immortal is great. Stay behind me. For in a mortar. Try
Bình đoàn này nát nhà mất. Bữa nay không có dân đào vàng chiến cái này phải thủy thủy em mất. Phù thủy nhưng mà phù máu nha này nhé. Phù máu thế mà không ăn thua mà. Mà này nó nhảy, nó nhảy, nó nhảy. À, có dân, có dân. Không gọi dân ra. Búc máu kinh không? Ủa sao mà này mà đánh kinh nhỉ? Cho nó chơi Brawl Star. Có hẳn hoi nhé. Cuộc chiến với ông trùm này. Chơi vết ngọc này. Ngọc lại đổi nhân vật khác này. Chạy luôn. Let's go. Anh nhiên này nó phân thân như này đấy. Vô cùng ảo ma luôn. Thank you.
Chơi Five Nights. Ok. Cái này. Ô. 12 giờ đêm này. Game over rồi. Thua sao? Wow. Chưa thua đâu. Mười lăm giây nữa. Không biết có hiện tượng gì không. Khả năng con này sẽ không của mình bắt. What? Chúng ta chơi Squid Game nào. Chúng đạn bắn tứ tung luôn. Rồi. The baby yellow. Ok. Yeah. Game update. Mày tìm em bé ở đâu đây? Ôi! Chúng ta không thấy em bé ở đâu cả. Ôi, lốc hết thế này! À, đây em bé đây! Em bé đây, đầu to này. Ui sao trắng thế? Vứt em bé đấy nha, cho mẹ uống sữa cái. Quái bị lạc, quái cứ tìm mãi đường vào. Em bé trắng đấy.
Đặt em bé trên cho em bé uống sữa. Ô đâu rồi? Chị em mình đi ngủ nha. Shit.